Chào mừng các bác lại đến với số tiếp theo của N2T Bonsai các bác nha. Đấy, một cây xì búp hồng rất là đầm lùn, đang được tạo tác thành dáng ba vai để quay phục vụ khoe các bác đây. Đấy, hôm nay thì xin phép không làm cây đêm nữa, bởi vì là vừa mới cái cây này thì vật về từ hôm qua nhưng mà chưa có chậu, mà cho vào thùng xốp thì không thích. Vừa thừa được cái chậu Đồng Nai cái 900, hy vọng là nó vừa chưa ướm. Đấy, tiếng chim tự nhiên xen lẫn với tiếng chó hàng xóm ngoan ngoãn. Những làng quê đây các bác. Cây xì ba vai rất hạnh. Cây này trước nó là như này các bác nhá. Đấy, nó là cây chơi trực hoành. Cái ngọn đây được hạ xuống là một cái vai đây đang ủ. Bên này thì ngon rồi. Đấy, rất đầm lùn, cao 30 phân thôi các bác nhé, tròn 30 phân lên đến đây nhé. Nếu hoàn thiện chắc tầm 33 cm. Chân bệ đế thì thôi rồi, cái máng này đang là 50 và 45 thì phải, 50-45. Cái chậu kia cũng tầm khoảng hết. Đấy, thế thì nó thực tế nó là một cái cây trực đây các bác tưởng tượng bỏ này đi nhá, bỏ phần này đi thì cái phần thân bệ nó cũng rất là đẹp rồi. Đây nguyên cái bánh cốt chậu cũ này rất là đẹp, bệt chỗ này cũng rất là bệt các bác nhá, mà đóng vào thì để ủ này cho nó sống. Đấy, đục sơ một tí, đây không phải em đục mà chủ cũ họ đục. Đấy thì trình bày các bác là như này. Ngày xưa là nó cái này là nó ở đây. Đấy thì bây giờ người ta chuyển cái này ra đây để làm cây ba vai nó thuận mặt. Và cái này thì hạ thì cổ ngọn xuống. Đấy, các bác cứ bảo ghép nhưng mà bây giờ nó không ít tiền đâu các bác nhé. Ghép được thành nó mới độc đáo mới hay. Ba vai bây giờ hoàn, những cái cây ba vai bây giờ toàn bộ là gần như là ghép hết, đóng thêm tử hoặc đóng thêm tay hết. Đấy thì làm được thì thành cây thì trình độ nó mới hay. Đây nó liền hết rồi, cái bên này nó liền hết rồi. Đấy, ngọn giật lên ở đây, chuyển cổ lên rất hay. Cái cổ ngọn kia mà làm trục hoành đấy cũng được, nhưng mà nó không có điểm nhấn, có điểm chuyển đấy rất là hay. Chuyển cái ngọn ra đây. Đấy, tay này thì hòm hòm rồi. Thân cốt này rất về tứ diện mặt đều bệ đẹp. Sau này khuyết cho nó một tí đây, rất đẹp. Đấy, như cái chỗ này này. Đấy, như cái chỗ này. Đấy, rất là nhuyễn. Chỗ này thì bùi sơ dừa rồi, trên là nhưng mà bệ biết nó như này, nó như này. Tôi không tiện tôi móc ra nữa. Đấy, cứ nhấc lên nhấc xuống cây này rất nhiều lần rồi. Đấy các bác nhìn, lộn cộm sướng lắm. Bây giờ tôi thử lên cái chậu xem nó có vừa không các bác, vừa không các bác nhé. Đấy, đẹp. Nói chung là có nhiều người hỏi mua nhưng mà tôi chưa đồng ý. Chắc chưa đi tới tầm. Đấy, và cho lên chậu đẹp thì xác định là nuôi các bác. Xác định là nuôi. Chậu không đẹp lắm nhưng mà thôi, nó cũng hợp. Vừa với cái cây của nó hợp cái dáng. Tôi thích những cái chậu khác nhưng mà nó kích thước lại không vừa. Đi chọn chậu cây nó khó, nó phải theo cái cây. Theo cây, theo cái thân bệ, theo cái dáng. Ok, trồng các bác nha. Trồng.
Hoa ấm cúng. Đun cao lên đến mặt này. Quá hợp lý luôn, chậu vừa. Đấy. Đẹp rồi. Trồng thôi các bác. Trồng. Thôi cứ đoạn trồng thôi chẳng quay nữa.
Đấy, em nó đây này các bác ơi. Tổng thể chậu hơi ngược sáng nhỉ. Tổng thể chậu đây. Đấy. Đấy. Mặt này chơi thì khá là sâu. Sau đấy phải sửa tí những cái này nữa. Nhưng mà để cây nó khỏe thì ta làm. Đấy. Mặt này là chơi được. Là rất sâu, còn mặt này thì lại rất gấu. Đấy, một mặt sâu, một mặt gấu. Đấy, chậu cũng thế là cũng vừa cũng hợp rồi. Không đến nỗi thất vọng. Đấy. Rồi. Ủ thêm muối sơ dừa vào đây nữa. Chỗ này thì kệ nó. Này, hồng đây. Hồng. Cổ đây, ngọn đây, rất đẹp. Lắc rất hay. Cổ này mà sao mà lấy được cái cổ âm ở dưới thì lại càng đẹp nữa. Cái phần dưới này này, nó vắt lên làm cổ. Đấy, nhưng mà phần âm thì cầu kỳ hơn rất là nhiều và nó mất thời gian hơn. Đấy, thì đổi lại nó đẹp hơn, thế thôi. Đấy. Cao đúng 30 phân thôi các bạn. Cao đúng 30 phân, còn đây là mặt này. 1, 2, gần 3 găng tay. Cái chậu này 50 mà. 50 và 40, 50-40 thôi. Đấy. Mặt nào cũng hay. Rồi, lại mặc quần cho em thôi. Lại đeo quần đùi rách cho em thôi. Ủ tiếp, trường kỳ. Chờ ngay bung lụa các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.